Vâng, xin chào tất cả các bạn, và hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái module liên quan đến marketing trong dropship, đó là marketplace. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem marketplace là như thế nào và cái cách làm sao để quảng bá một cách hiệu quả đối với marketplace. Và trên màn hình chúng ta có thể nhìn thấy rằng là một cái bài học về marketplace, đúng không ạ? Một bài học về marketplace. Đầu tiên đấy, cái marketplace ấy, chúng ta hãy nhìn trên Facebook nhá. Trên Facebook thì cái marketplace nó là cái giao diện mà có cái hình, đúng không ạ? Hình cửa hàng ở góc này. Chúng ta có thể nhìn thấy rằng ở trên marketplace thì có vô vàn thứ, đúng không ạ? Từ bất động sản này, thời trang này, phụ kiện điện thoại, quần áo này, đúng không ạ? Đủ thứ luôn, đúng không ạ? Rất nhiều thứ ở trên này, điện thoại, bất động sản, thứ được quảng bá trên marketplace. Và marketplace nó mang nguồn traffic cực kỳ lớn đó. Và bây giờ cái marketplace, đúng không ạ, marketplace Facebook là một platform, một ứng dụng Facebook có chức năng là gom các bài bán hàng về một giao diện. Tức là khi mà chúng ta đăng bài ấy, mà trong bài viết của chúng ta dính các từ về mua bán thì kiểu gì nó cũng về đây. Đấy, mọi người có thể để ý cái vấn đề này nhá. Cứ dính cái vấn đề về mua bán là kiểu gì nó cũng về một giao diện này. Đấy. Và chức năng này, hay nói cách khác là có chức năng này để sử dụng để bán hàng. Vì mục tiêu là khi mà chúng ta đang lướt Facebook, vì Facebook nó rất là đề cao tính cá nhân. Và ngày xưa mà chưa có marketplace ấy, thì khi mà chúng ta sử dụng cái Facebook cá nhân này, chúng ta sẽ không nhìn thấy thông tin của những cái anh em, đúng không ạ? Đấy, chúng ta không nhìn thấy thông tin của những anh em là bạn bè của chúng ta, người thân của chúng ta đang tải chia sẻ những hình ảnh, mà toàn những bài bán hàng thôi. Thì điều này nó làm giảm cái sự trải nghiệm của Facebook. Mà khi mà giảm sự trải nghiệm thì cái phân phối quảng cáo nó không hiệu quả, và không hiệu quả thì có nhiều người người ta sử dụng cái nền tảng khác, như là người ta sử dụng nền tảng về Insta này, đúng không? Nó không sử dụng Facebook nữa, nó Twitter này đấy, rồi là người ta sử dụng các cái nền tảng khác, làm cho Facebook nó bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Do vậy ấy, nó sáng tạo ra cái marketplace này. Thực tế marketplace ấy, được thí điểm, tôi nhớ không nhầm là từ 2015 hay 2016 rồi cơ đấy. Thì trên này là bây giờ là nó là một trong những kênh mà nó chứa những cái tiềm năng vô cùng lớn. Bạn hãy phân tích một tí nhé, vào phân tích một tí nhé, phân tích trên Facebook có những cái điểm mạnh điểm yếu của các kênh ở Facebook cá nhân này, cá nhân nhá, rồi là fanpage này, group này và marketplace này. Bây giờ là trên Facebook chắc hẳn ai cũng biết bốn cái kênh này, đúng không? Cái Facebook cá nhân thì rõ rồi. Thì cái Facebook cá nhân ấy, thì chúng ta sẽ bị lệ thuộc vào là số lượng bạn bè. Đấy, cái số lượng bạn bè, về bạn bè này, bạn bè và số lượng bạn bè, cái chất lượng bạn bè, cái insight, đúng không? Cái sở thích của những người mà trong cái danh sách bạn bè của chúng ta, đúng không? Và giới hạn số lượng bạn bè nó chỉ có khoảng 5.000 người thôi. Khoảng 5.000 người nếu mà chúng ta kết bạn full, đúng không ạ? 5.000 friend, đúng không ạ? 5.000 bạn bè, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta bị giới hạn bởi cái chỗ này, nên ra là cái lợi ích là khi mà chúng ta đăng bài trên Facebook cá nhân đấy, thì cái vấn đề là cái bạn bè của chúng ta sẽ nhìn thấy ngay, đúng không ạ? Cái ưu điểm là nó sẽ, người khách sẽ nhìn thấy ngay, đúng không ạ? Nhìn thấy sản phẩm của chúng ta. Nhưng mà nhược điểm là khi mà đến một lúc nào đó chúng ta quảng bá ngoài ấy, thì bạn bè của chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu, đúng không ạ? Làm giảm cái sự trải nghiệm người dùng, đúng không ạ? Làm giảm sự trải nghiệm của người dùng. Đấy. Và bị lệ thuộc vào số lượng bạn bè rất là lớn. Hai nữa là cái fanpage ấy thì chúng ta có thể tham gia. Chúng ta có thể tạo cái fanpage như thế này này. Đúng không ạ? Cái fanpage chúng ta có thể tạo cái fanpage ra nhé. Chúng ta có thể tạo cái fanpage. Và đây là fanpage này. Đấy, ở cái phần trang này này. Đây là cái fanpage nhá. Và trong cái fanpage này á, thì chúng ta, cái ưu điểm là chúng ta có thể tạo được rất là nhiều fanpage. Tuy nhiên cái nhược điểm là khi mà chúng ta tạo fanpage đó thì chưa chắc, đúng không ạ? Chưa chắc chúng ta đã có thể quảng bá tốt, đúng không ạ? Vì cái fanpage này cần phải kéo like, kéo traffic và tạo nội dung,
tạo content đúng không ạ? Chúng ta cứ bán hàng thì một ngày nào đó đúng không ạ? À, lúc nào đó thì cái tương tác của chúng ta về fanpage nó rất là dở, và cái fanpage có ưu điểm là có thể chạy quảng cáo nhá. Cái ưu điểm lớn nhất của fanpage là có thể chạy ads thôi đúng không ạ? Và cái nhược điểm của nó là cần phải sáng tạo nội dung, xây dựng cộng đồng, phải xây dựng cộng đồng rất là mạnh. Và xây dựng cộng đồng là tức là sao? Là chúng ta cần phải build một cái kênh có những cái thông tin rất là hữu ích, mọi hình dung không ạ? Thì người khác mới vào trong cái kênh fanpage của chúng ta, người ta xem và người ta follow, người ta theo dõi, và người ta theo dõi lâu dài thì nó sẽ tạo ra chuyển đổi mua hàng. Nhưng mà cái nhược điểm là nếu chúng ta không có cái biết cách để xây dựng cái hệ thống content trên fanpage á, là chắc chắn rằng trên cái fanpage của chúng ta không có tương tác đúng không ạ? Không có thể có tương tác nào hết, không có lượt tiếp cận thì không thể nào mà bán được hàng. Và người dùng là như thế. Đấy, một cái kênh khác cực kỳ hiệu quả đó là group. Thì ở trong này ấy, cái điều mà group nó mang lại cho chúng ta là những cái người cái thành viên ở trong nhóm đó đúng không ạ? Thì thành viên trong nhóm đó mà nếu mà nó match, tức là nó phù hợp với cái sản phẩm đúng không ạ, nó phù hợp với cái sản phẩm chúng ta bán thì rất là dễ ra đơn. Và tôi đã thành công, thực sự là trước khi mà có market là tôi đã thành công với group rất là nhiều, và trong group rất là nhiều khách hàng. Chỉ cần sản phẩm, chỉ cần biết cách đăng, chỉ cần biết cách lấy cái sự uy tín ở trong cái group, là chúng ta có rất là nhiều khách hàng bất kể sản phẩm gì, từ bạn làm thời trang mỹ phẩm ấy, phụ kiện, hay là làm công trình, thậm chí là bán bất động sản, những cái cao cấp hơn như là ô tô, điện thoại, đều rất là thành công từ group. Đây là cái mà anh em mình hay là muốn kiếm cái gì đó nó khó, hay là làm cái gì đó nó to tát, tuy nhiên chúng ta bỏ qua những cái kênh nó rất là giản đơn như thế này. Nếu các bạn hiệu quả thì tôi nói thật sự thôi, 4 kênh này thôi là đủ chúng ta giàu luôn ấy, chứ không phải bình thường đâu nha. Đấy, thì mỗi kênh tiếp là đó là marketplace. Marketplace là cái kênh mà nó có thể bao phủ toàn bộ mọi kênh ở phía trên này. Tại vì sao tôi nói như vậy? Tại vì marketplace ấy, nó không bị giới hạn đúng không ạ? Cái group này có thành viên, nó match với thành viên, nhưng mà nó bị giới hạn, những cái thành viên cũng bị giới hạn. Thì ví dụ như là chúng ta tham gia một nhóm nhé, chúng ta đăng bài đây, ví dụ như chúng ta tham gia một cái nhóm, ví dụ như là Đà Lạt đúng không ạ, Đà Lạt, ví dụ như là mình vào trong cái nhóm mua bán đó, giao vặt Đà Lạt đi chẳng hạn, thì giao vặt Đà Lạt có hơn 275.000 người, thì tôi đăng bài vào trong đây thì tối đa tôi có thể tiếp cận được với những người là 275 người này. Tuy nhiên rằng đâu phải là một mình đăng bài đâu, có rất là nhiều đối thủ khác, có rất là nhiều bạn cùng đăng bài. Các bạn có thể thấy này, người ta đăng bài liên tục đó, và chúng ta sẽ bị trôi bài rất là nhanh, nhưng mà cái cơ hội vẫn là rất là tốt đúng không ạ? Nếu chúng ta đăng bài vào đúng cái chỗ mà có nhiều thành viên đúng không ạ, và việc của chúng ta tham gia nhiều nhóm thì chúng ta có thể là tương tác được với rất là nhiều khách hàng. Nhưng mà cái bản chất của nó là nó bị giới hạn bởi cái môi trường, tức là chúng ta đăng bài vào trong cái nhóm này thì những cái người bên ngoài nhóm này đâu có thấy đâu, chắc chắn luôn đúng không ạ? Không thể nào thấy được, ở ngoài nhóm này không thể thấy được đấy. Và cái việc của chúng ta giải quyết là chúng ta tham gia nhiều nhóm hơn, là chúng ta đăng tải nhiều hơn, thì đó cũng là một trong những cái giải pháp rất là hiệu quả trong marketing nhá. Marketing không đồng, còn marketplace là cái giới hạn, cái giới hạn về không gian đấy, giới hạn về không gian, nó không bị giới hạn. Không gian là tức là những thành viên trong nhóm này sẽ nhìn thấy thôi, nhưng ở marketplace á là chúng ta không bị giới hạn về không gian, thậm chí là nó còn vượt qua cả không gian. Tức là như thế này, ví dụ như ở trên bài marketplace này, có thể bạn ở Nha Trang bạn vẫn có thể nhìn thấy cái bài này, dù bạn bè này, bạn này đang ở Đà Lạt. Thật sự là như vậy nhá. Nếu như mà bạn tìm kiếm ở trên công cụ tìm kiếm á, trên công cụ tìm kiếm marketplace này, bạn tìm kiếm, ví dụ như tôi tìm kiếm là cái váy, đúng không? Cái váy áo, đúng không? Cái váy xinh chẳng hạn, tôi kiếm cái từ khóa này, tôi sẽ kiếm được những cái bài. Bạn nhìn thấy không ạ? Tôi bây giờ hiện tại nhá. Đó, và tôi có thể kiếm được những cái thời trang này, trên này, váy này, váy xinh này, đúng không ạ? Các từ khóa liên quan đến cái váy xinh này. Và có những cái nơi không phải mà là nơi tôi sinh sống tôi vẫn có thể nhìn thấy, thì cái này nó còn vượt ra ngoài cái không gian, tức là nó ở vị trí địa lý và vượt ra ngoài cái vị trí địa lý, không bị giới hạn bởi thành viên. Nên ra cái khả năng tương tác tiếp cận với khách hàng đấy là khủng khiếp, đúng không ạ? Nên cái lợi ích này, lợi thế này là gì? Là khi mà chúng ta làm quảng bá trên marketplace ấy, trên marketplace là chúng ta không bị giới hạn, không bị giới hạn bởi không gian nhé, bởi không gian đấy. Và chúng ta
à, cái vị trí địa lý này không phải là cái trở ngại. Thì bản thân chúng ta đăng bài trên Facebook hay đăng bài trên fanpage đều có trở ngại lớn, nhưng mà cái không gian này này, à, cái vị trí ấy, này là một cái lợi thế. Ví dụ như chúng ta ngồi cái vị trí ở cái marketplace này, nó ý nghĩa là nếu các bạn ở ngoài Hà Nội chẳng hạn, đây tôi đang ở Ninh Thuận đúng không ạ, admin đang sống ở Ninh Thuận, tôi bán hàng ở ngoài Hà Nội ok luôn, tôi target vào trong vấn đề về Hà Nội, thì tất cả những cái bài của tôi đúng không ạ, khi sau khi tôi đăng ấy, thì tôi sẽ kiếm được ở ngoài Hà Nội. Các bạn đã nhìn thấy ở đây này, Hà Nội thấy không ạ, Hà Nội này, Hà Nội này, nên ra là cái việc này á là mình có thể target được bất cứ nơi đâu mà mình mong muốn, và đấy là sức mạnh của marketplace, vị trí target được vị trí, và target được vị trí thì không khác gì chạy quảng cáo là bao nhiêu. Tại vì chạy quảng cáo chúng ta mục tiêu cũng là target về số là sở thích, giới tính, hành vi đúng không ạ, nhân khẩu học. Một trong những cái vấn đề target quan trọng của chạy quảng cáo đó là vị trí thôi. Ví dụ như bạn chỉ muốn bán xung quanh cái khu vực của bạn, hoặc là xung quanh những cái khu vực mà có nhiều người, à, nhiều người mua hàng. Ví dụ hiện tại nhá, ở ngoài Bắc đúng không ạ, sắp tới là mùa đông chẳng hạn, hay là mùa hè đúng không ạ, rồi là sắp qua là mùa đông, nhưng mà bây giờ bạn bán áo, bạn là cái shop về áo thun, thì bây giờ làm sao để bán được. Bạn có thể ngồi ở Hà Nội, bạn target vào miền Nam, tại vì miền Nam luôn luôn nóng đúng không ạ, bạn có thể bán hàng ở miền Nam về áo thun thoải mái thôi, và target được vị trí là một trong những cái lợi thế vô cùng khủng khiếp từ marketplace. Hai nữa là nó không bị giới hạn về không gian, tức là những người ở trong cái phạm vi này này đúng không ạ, chúng ta có thể target được phạm vi, đây phạm vi này 1 km, 5 km, 10 km, 20 đến 500 km, là những người ở trong cái khu vực bán kính như thế này có thể tiếp cận được với chúng ta. Tức là chúng ta đăng bài thì những người ở trong vị trí đấy đúng không ạ, cái phạm vi nữa này, target được phạm vi, tức là chúng ta điều chỉnh phạm vi để làm sao đó những cái người ở trong khu vực đó có thể tiếp cận được với chúng ta, thì đây là một trong những lợi thế đúng không ạ, lợi thế rất là khủng khiếp luôn. Thứ hai là cái phần là chúng ta có thể là tối ưu SEO nhé, tối ưu SEO tức là chúng ta tìm kiếm được đúng không ạ, chúng ta có thể tìm kiếm được cái sản phẩm bằng cái công cụ tìm kiếm này, máy Bing này đúng không ạ. Nếu như mà bây giờ mà gõ cái từ áo đúng không ạ, áo hoodie chẳng hạn, áo hoodie chẳng hạn, thì rất là nhiều khả năng sẽ ra được áo của Forex Center ở trên này, chính xác luôn, đây là áo của Forex Center này đúng không ạ, đấy Trần Hoài Nam đúng không ạ, đây những cái mẫu áo này là của Forex này, cái khung này cũng là của Forex này đó, và trong này là rất là nhiều áo ở trong Forex mà ở trong ngách của Tân Bình này đúng không, thấy chưa, rất là nhiều bạn đang bán này, thấy chưa, nó phủ kín toàn bộ Việt Nam, nên ra là đây là một trong những lợi thế vô cùng lớn, vô cùng khủng khiếp. Cái kết quả tìm kiếm này nó chuẩn SEO đúng không ạ, chỉ là có thể tối ưu SEO, và tối ưu SEO thì chúng ta có thể target được những người có nhu cầu, thì đây là những lợi ích, và bản thân chúng ta có thể SEO top thành công cái marketplace này nhé. Nếu như SEO top thành công thì một bài marketplace chúng ta có thể là kiếm hàng vài trăm inbox đến cả ngàn inbox, vào trong cái bài viết của chúng ta để người ta hỏi về giá cả đấy, đến hàng nghìn bài, đến hàng nghìn người inbox đó, đó là câu chuyện thực tế nha, vài trăm là điều bình thường rồi đúng không ạ. Mình phải cho anh em mình xem một số cái kết quả từ marketplace này đó, marketplace này marketplace đây, ví dụ như là cái marketplace đây nhá, đây là số lượng inbox như thế này này, bạn có thể nhìn thấy một bài này thôi có thể đến hàng vài trăm người inbox là chuyện bình thường, rất khủng khiếp luôn đúng không ạ, mà không cần phải tốn đồng chạy quảng cáo nào đúng không ạ, đấy bạn có thể nhìn thấy này, ok chưa, đấy số lượng người inbox, đây là cái nick của admin đấy đó, đây, và một bài có thể có kiếm hàng trăm inbox là như thế nào, đây mọi người lại nhìn thấy không ạ, 255 người đã nhắn tin về bài niêm yết của bạn, sản kho gọi visa này, 255 người, bạn cứ tính ra bây giờ là 1 mét bèo đi cũng phải tầm 8.000 trên chạy quảng cáo, thì anh em mình tính lên là cái bài này sẽ là kiếm về bao nhiêu tiền, nó có nghĩa là nó làm cho chúng ta đỡ được bao nhiêu tiền chạy quảng cáo, nó ra đơn là điều đương nhiên rồi đúng không, ra đơn là điều đương nhiên đấy, 13 người inbox, 10 người inbox này, 19 người inbox, 20 người inbox, thì đây là một trong những kênh khủng khiếp nhất về free traffic hiện tại, à, mà Facebook mang lại đó. Có một cái ảnh đúng không ạ, mà mình không có nhớ là lưu
ở đâu là nó hơn 1.000 người inbox trong một bài marketplace, nó khủng khiếp như vậy á. Mọi người có thể nhìn thấy đây là thực tế này, đoạn nick này là toàn bộ những cái mà admin làm và chụp lại thôi đây. Đoạn chốt được đơn là bình thường thôi, chốt bình thường đúng không ạ, chốt đơn là bình thường đây này. Đấy, người là inbox giờ chúng ta chốt đơn thôi. Đấy. Và chúng ta đây là bán ở An Giang này, bán ở khắp mọi nơi đúng không ạ, đây số lượng inbox này, Bạch Tuyết, Tường Dung này, bé Huỳnh này, Nhanh này, đây là những cái người mà người ta nhắn tin cùng một lúc ấy. Các bạn hình dung ạ, đây là sự khác nhau của các người khác nhau nhá, chứ không phải là một người người ta hỏi thì khủng khiếp là như vậy đấy. Nên là đây là một trong những kênh mà mọi người có thể thấy nó như thế nào. Đây là bán ô tô đây. Đấy, Đồng Nai này. Đây, bài này là cũng khá khá này. Đấy. Đấy, chốt sale. Đó, đó là về cái marketplace. Đấy, còn nhiều nữa, bán điện thoại còn vô bot luôn. Đúng không ạ? Đây này. Mình thấy feedback thì vô cùng nhiều. Thì đây là cái lợi thế đúng không ạ? Lợi thế vô cùng to lớn của marketplace. Không có gì mà mình phải 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 gọi là nghi ngờ nữa. Thực tế là kinh khủng khiếp, gọi rất là kinh khủng, bán bất cứ, và chúng ta để bán gần như là bất cứ thứ gì chúng ta muốn, nếu chúng ta biết cách, kể cả hàng vi phạm chính sách. Các bạn có thể nhìn thấy là trên đây bán cả dao dựa đúng không ạ, các cái vấn đề về sinh lý, các cái vấn đề về đồ chơi tình dục vân vân, vô cùng nhiều thứ đúng không, chúng ta vẫn có thể bán được nếu chúng ta biết cách, và thậm chí bán được nhiều là khác. Thành viên biết được là nó có rất là nhiều người bán và có số lượng đơn cực kỳ khủng khiếp nhá, đều luôn vài chục đơn một ngày đó. Nếu mà bạn chăm chỉ và cái ngách, ví dụ như là sử dụng áp dụng cái ngách thời trang, bạn làm admin tin chắc rằng là thành công rực rỡ luôn đó. Đó, và bây giờ là chúng ta sẽ chú ý những cái vấn đề gì khi mà đăng trong marketplace nhá. Một bài marketplace á, là nó sẽ gồm những cái cấu trúc như thế này đây. Vào marketplace chúng ta chọn phần niêm yết nhá, phần niêm yết mới, và chúng ta chọn đúng không ạ? Đây có bán cơ bản này, bán xe, bán nhà này, đúng không ạ? Cơ hội này. Bây giờ là mình sẽ click vào một cái việc bán bình thường nhé. Và chúng ta thêm ảnh, trong này phần thêm ảnh này. Ví dụ như là mình sẽ lấy một cái vấn đề về thời gian đi. Đấy, ví dụ như là chọn một cái ảnh đẹp, rõ nét hình ảnh, và mình đăng bài lên và tiêu đề đúng không ạ. Đầu tiên cái vấn đề tiêu đề và anh có thể nốt lại này, tiêu đề, trong phần tiêu đề này thì chúng ta hãy sử dụng các tiêu đề giật tít đúng không ạ. Bản thân á, chúng ta phải hiểu rằng như này này đó, giống như ở trong một cái bài cá nhân chúng ta thôi, nếu chúng ta ở trong nhóm hay là trên trên Facebook cũng vậy, chúng ta xem bài chúng ta không có cái gì đặc sắc, chúng ta sẽ lướt qua nhanh chóng thì người ta gọi là lướt Facebook. Do vậy á, bây giờ ở trên marketplace có vô vàn cái content như thế này, vậy làm sao để chúng ta hiểu được là làm cho người khác click vào bài mình trước tính tiếp đúng chưa nào. Nếu với những cái bài đơn giản này chúng ta chẳng có cái điểm nhấn gì ngoài hình ảnh, ok, nên thành ra cái đầu tiên là hình ảnh đẹp là cái điều đương nhiên. Hai á là cái gì ạ, cái tiêu đề này nó phải hấp dẫn, nó phải thu hút đúng chưa ạ, và cái tiêu đề này là cái điều tề cái chú ý thứ nhất, tiêu đề đúng không ạ, phần đăng bài. Bạn làm đúng chuẩn đều đủ, tôi tin chắc chắn là bạn thành công. Thành công là điều đương nhiên đúng không ạ, chẳng qua là chúng ta có tập trung hay không, còn lại không thể không thành công được bất cứ vấn đề gì, tại vì admin có build đúng không ạ, và hướng dẫn cho một đội ở Hà Nội bán bất động sản đúng không ạ, và họ bán bất động sản trên marketplace khủng khiếp đúng không ạ, một tháng có thể từ 3 đến 5 căn bất động sản đấy các bạn ạ, chứ không phải là cái áo cái ví hay là cái túi đâu đúng không ạ. Đó, nên là chúng ta kể cả bán ô tô ở trên này luôn là có luôn rồi nhé, còn bán bất động sản là chuyện bình thường nha. Đó, nên ra chúng ta phải xác định nhau những cái thứ khó bán như vậy còn bán được, thì đừng nghĩ là cái vấn đề dễ đúng không ạ, cái khó đúng không ạ, cái gì khó, không có gì khó hết, chúng ta phải kiên trì. Ban đầu ấy nó sẽ bị ảnh hưởng một số cái yếu tố tác động, chỗ này sẽ có các yếu tố tác động, yếu tố tác động thì xíu nữa tôi sẽ phân tích nhá, ví dụ như là về traffic này đấy, về độ chốt của nick này đấy, rồi là về bot tương tác của Facebook này, lúc này, và chúng ta có những cái cách đúng không ạ? Cái cách để làm sao đó đúng không ạ? Làm sao để lách được các cái vấn đề về bot nhá. Trước khi vào đấy thì chúng ta nghiên cứu về vấn đề đăng làm sao cho hiệu quả. Thứ nhất là phần tiêu đề. Tiêu đề là các bạn như vừa xong á,
tôi phân tích cả bây giờ nhìn đây cả đống hàng cùng bán một cái sản phẩm như là cái AirPods, cái tai nghe này, bây giờ đâu là cái người mà được tương tác nhiều, đúng không? Những cái content như là tai nghe AirPods 9 như này không bao giờ được thu hút, ok chưa ạ? Và đã học admin rồi á, là chắc chắn là bạn sẽ tạo ra được cái sự thu hút ở trên cộng đồng này đây, và làm thế nào để thu hút, tiêu đề lúc nào phải là tiêu đề có sự giật tít, giật tít đúng không ạ, giật tít đấy, sốc đó, phải là đặc biệt hơn những thằng khác. Và trong đây là bí mật trong marketing, và dù bạn đi học bất cứ cái lớp nào đi chăng nữa thì cái vấn đề đặc biệt trong marketing là điều đương nhiên, content đặc biệt, nội dung đặc biệt, vấn đề đặc biệt, dịch vụ đặc biệt, những cái đặc điểm đặc biệt của sản phẩm của bạn và các cái vấn đề liên quan đến content, hình ảnh, bài viết của bạn thì các bạn sẽ thành công. Thế còn nếu không ấy, thì tôi và bạn giống như nhau thì sẽ không không có sự phân biệt. Bạn hình dung như vậy, không có sự cạnh tranh, không có sự phân biệt, và nếu như không có sự phân biệt thì sẽ không không có đúng không ạ, không có sự so sánh đúng không? Và mình làm sao để đặc biệt là giật tít sốc là như nào, ví dụ như là xả kho đúng không ạ, xả kho 100 áo đúng không ạ, áo hay là váy đúng không ạ, đẹp, ví dụ như vậy thì cái từ xả kho này đúng không ạ, là cái từ mà đấy, là cái từ mà làm cho người khác cảm thấy giật tít nhá, hay là gì ạ, thanh lý, hay là gì ạ, hay là xả lỗ này đấy, xả hàng tồn này, xả gốc này, hay là sell up này, sell up 50% đúng không ạ, hay 60% đúng không ạ, mạnh mẽ lên đúng không ạ, rồi là gì ạ, rồi kiểu như là nghỉ bán đúng không ạ, nghỉ bán đấy, dẹp tiệm, hay là sell up sập sàn. Đây là những cái từ mà chúng ta có thể để trong tiêu đề để thu hút hơn. Và cái kết quả là như nào đây? Các bạn có thể nhìn thấy này. Bạn nhìn thấy chưa ạ? Nó có sách, có mách, có chứng, đúng không ạ? Giảm giá sốc này, đúng không? Thanh lý xả kho này. Đây là tất cả những cái này là được admin chỉ dẫn, đúng không ạ? Đây, bạn có thể nhìn kỹ hơn nhé. Xả kho này, 50% xả kho, xả sale này. Đấy. Và đây nữa, chúng ta có thể, kết quả chúng ta có thể xem cái kết quả đó, và chúng ta sẽ thấy được là cái sự đặc biệt là đây này, đây đúng không ạ, xả kho nghỉ lấy chồng này đúng không, cái này nó to quá thì không nhìn rõ này, đấy sale thu hồi vốn này, các bạn nhìn thấy các cái tiêu đề giật tít đó, càng giật tít mạnh thì cái tỷ lệ click càng lớn đúng không ạ, giật tít để làm gì, để cái tỷ lệ click ấy, tỷ lệ click vào bài lớn, vì nếu mà không có cái sự giật tít này ấy, thì không có ai vào trong cái bài của mình hết, nếu mà không ai vào trong bài của mình thì chắc chắn rằng không bán được hàng, đơn giản là như vậy đúng chưa ạ, và cái tiêu đề này phải đúng không ạ, đó phải thật là giật tít vào đúng không, ví dụ như vậy này, về cái phần tiêu đề nhá, đây cho up sọc sàn đúng không ạ, mẫu máy 2 giây, 2 giây đúng không ạ, thực sinh kiểu vậy á, thì đây là cái phần đúng không ạ, cái phần tiêu đề là chúng ta phải như vậy nhá. Thứ hai là phần giá là chúng ta nên để bằng không hoặc là bằng 1 đồng, chúng ta không nên để nhiều. Hai về hạng mục thì chúng ta lựa chọn hạng mục trong marketplace ấy, admin nhắc lại cho anh mình nhá, hạng mục trong marketplace không phải là vấn đề quyết định ở trong vấn đề marketplace, tôi dám khẳng định là như vậy, tại vì trong marketplace nó đảo cái vị trí danh mục này, nếu bạn nào mà làm thật là nhiều bạn sẽ nhìn để ý được cái điều này, trong ngày hôm nay cái danh mục đó sẽ được ưu ái hơn cái danh mục khác, tại vì ở trong một khu vực á có rất là nhiều người, người ta đăng vào trong một cái danh mục ví dụ như là thời trang, thì cái sự cạnh tranh của thời trang nó vô cùng lớn, nó sẽ làm ảnh hưởng đến các cái bài khác, do vậy ở trong Facebook nó vẫn chưa có nghiên cứu toán làm sao để khống chế được điều này, do vậy nó sẽ tự cháo các cái hạng mục này với nhau, đây là điều mà tôi nhìn nhận ra được quá trình mà mình làm đúng không ạ, nên ra là mình có thể để bất cứ thế nào, thật sự bán váy nhưng mà mình để vào bất cứ chỗ nào mình cũng có thể ok đúng không ạ, ví dụ như là đồ dùng cho thú cưng cũng được, chẳng có vấn đề gì, chẳng có vấn đề gì cả, mới đúng không ạ, tình trạng mới,
phần mô tả này, đúng không ạ? Phần mô tả đây chỗ này nhá. Tiếp đến là phần giá này, phần giá cả đây. Thì chúng ta vậy phần giá này, thì chúng ta hãy để bằng không, vì chúng ta để bằng không hoặc là một đồng. Nếu chúng ta để tiền thật ở đây nhá, người ta sẽ không click luôn, tại vì người ta biết giá luôn á, người ta không click đâu, người ta sẽ không có sự tò mò. À, về hình ảnh, trước khi mà nói về mô tả thì nói về hình ảnh. Hình ảnh thì lúc nào phải đẹp, đó, rõ nét, đúng không? Rõ sản phẩm. Chứ bây giờ chúng ta đặt một cái sản phẩm mà chúng ta hình dung là như này, chúng ta đã bán một cái ví chẳng hạn, đúng không? Chúng ta lại bán không để cái hình cái ví lên, mà chúng ta để cái gáy hay là cái mặt ở phía trong của cái ví, nó không có rõ nét của sản phẩm, bạn hình dung không ạ? Và điều đấy sẽ làm cho việc bán hàng nó rất là mất, đúng không ạ? Mất cái sự tương tác đi rất nhiều. Em đi lấy cho bạn ví dụ nhé. Ví dụ như là bán một cái sản phẩm nào đó mà để không rõ cái hình thì không bao giờ bán được luôn, thật sự là như vậy. Đây là kinh nghiệm rất là nhiều ở quá trình mình đăng. Ví dụ mình bán mà ví dụ như hình ảnh mình quá mờ này, hình ảnh mình quá mờ, đúng không ạ? Rồi là ví dụ như bán như cái bạn này thì bạn để cái emote để chính diện là điều đúng rồi. Nhưng mà ví dụ như cái emote này bạn chụp bốn góc ấy, bạn lại để cái emote này không để như thế này, mà cái emote này lại để nằm ngang ra, thì chắc chắn là không ai hiểu bán gì để mình xem. Đó. Và đấy là cái lỗi chết người, rất là nhiều người bị dính phải ở đây, giống như cái Apple Watch này. Đây, ví dụ cái Apple Watch này đây là sai rồi, sai hình rồi. Đáng ra, đây xem cái Apple Watch này xem là có cái hình khác không nha. Đây, đáng ra là phải để cái hình này làm hình ảnh đại diện này, mọi người hình dung không? Đó, đáng ra là phải để cái hình này chụp như này này, để làm đại diện này, đấy, như này này. Đấy, chứ không phải là để như này, đúng không ạ? Như này thì nó sẽ đâu có trực quan đâu, đúng không nào? Như giống với ảnh đầu tiên đấy, ví dụ như như này mà làm ảnh bán Apple Watch là chắc chắn là thất bại luôn, nó không có trực quan, bạn hình dung không? Nó không trực quan nên ra là khi mà lướt ấy, người ta lướt qua luôn, người ta đâu có xem đâu, đúng không? Ví dụ như cái ảnh tai nghe này nó phải rõ như vậy này, nó rõ như vậy này đó, và cái ảnh nó phải như vậy nhá. Đấy, nhưng mà nhiều anh em hay làm khẩu thả không có để ý nên ra đăng bài nó không hiệu quả, đúng không? Không hiệu quả này bảo là em không bán, không có đơn đó là lý do, đúng không nào? Và đẹp, đúng không? Mà chúng ta có thể là thiết kế ảnh này một tí, thiết kế ảnh này một tí, đúng không? Thiết kế ảnh này một tí bởi là chèn logo, chèn khung để cho nó chuyên nghiệp hơn, đúng không? Và khách hàng cũng cảm thấy tin tưởng hơn. Ok, phần đó là phần hình ảnh nhá. Hai là phần mô tả. Trong phần mô tả đó, đúng không nào? Trong phần mô tả này ấy, là mọi người ngắn gọn xúc tích thôi, ngắn gọn xúc tích đó, từ 5, đúng không? Hoặc là 5 đến 7 dòng là ok. Facebook ạ, người Việt Nam rất là thông minh, người ta biết thừa là bán cái gì rồi, đúng không ạ? Và chúng ta viết rất là nhiều, đúng không ạ? Viết rất là nhiều lên thì người ta cũng không đọc hết nổi đâu. Đấy, viết như thế này, vô cùng, đúng không? Chính chủ gì đây mà bán nhà mà để cái hình này lên là thế sai rồi. Đó, rất là nhiều như thế này người ta sẽ không đọc hết nổi. Và đối với những cái sản phẩm, tùy sản phẩm, đúng không ạ? Thì chúng ta phải viết dài, nhưng mà đối với những sản phẩm bình thường chúng ta chỉ viết ngắn gọn thôi, đúng không ạ? Viết như thế này, thì một là về đặc tính của sản phẩm, đúng không ạ? Ví dụ như là váy sinh, mình đúng không ạ? Shop xả váy sinh này, đấy, shop xả váy sinh, váy hot girl đi, đó, chị em nhanh tay nhé, chị em nhanh tay, đây là một là đưa ra vấn đề, và làm cho khách hàng người ta hiểu được là mình sẽ làm gì bây giờ. Tiếp theo là nó đặc tính của sản phẩm này, ví dụ là áo, đúng không ạ? Áo là mặc mát, là cực thoáng mát, vải mềm, đúng không ạ? Vải mềm, đúng không ạ? Kiểu dáng kiểu Hàn Quốc, đúng không ạ? Ví dụ như vậy. Tiếp theo, cơ bản xong rồi hết. Bây giờ là một trong những đặc điểm chú ý là bây giờ anh có khuyến mãi gì cho khách không? Anh có tặng quà gì cho khách không? Đúng không ạ? Anh có cái ưu đãi gì cho khách không? Ưu đãi đặc biệt này, ưu đãi, đúng không ạ? Là free ship toàn quốc này, free ship toàn quốc. Đấy, giảm ngay 50% đấy, được chưa? Sau đó mình để lại số điện thoại này. Để lại số điện thoại ở đây, đúng không ạ? Hoặc là điện số điện thoại này mình sẽ để vào đấy, đúng không ạ? 0378499
Ok, địa chỉ để tăng độ uy tín hơn, địa chỉ đấy là ví dụ như là Tân Bình, Hồ Chí Minh. Có một cái thẻ tax ở đây là máy sinh này, sinh này, váy thời trang, girl này. Đấy, ví dụ như vậy. Đây là cái content đấy, ngắn gọn nhưng mà nó vẫn đủ ý đúng không ạ? Có thể là thêm một số cái vào đây nữa về size số hay là cái gì đấy nhá, nhưng mà đây là cái này ấy, mọi người chú ý là thể hiện các cái yếu tố sau. Một là mô tả cơ bản, về sản phẩm bán này. Hai ấy, là đặc tính này, đặc tính đặc thù. À, ba là vấn đề về lợi ích quyền lợi của khách hàng khi mua của mình là gì, có khuyến mãi gì không, gọi khuyến mãi gì không, có ưu đãi gì không, khuyến mãi ưu đãi gì không, đúng không nào? Sau đó là chúng ta cam kết đúng không, cam kết là đúng hình hay là cam kết đúng như nào đó. Rồi tiếp theo đó là một cái để lại cái hotline để tăng độ uy tín và để lại địa chỉ. Đây là những cái yếu tố khi mà người ta lướt Facebook, người Việt Nam người ta đọc, mình đọc rất là nhanh sẽ hiểu được là bên này bán cái gì rồi, nhưng mà click vào á mà content mà nó không ra cái gì á là người ta sẽ không bao giờ mua, tại vì nó khẳng định luôn á. Sợ được, đơn giản là như vậy, và sợ không có ok chưa ạ? Nên ra mình phải làm sao đấy để cho người ta thấy cái uy tín thì sẽ tỷ lệ chốt đơn rất là cao nhá. Thương hiệu vào đây đúng không ạ, thương hiệu cũng không cần đúng không ạ, cái không cần đợi đứng tiếp. Ok, vào đăng, âm đăng xong đúng không ạ? Có những cái module khác thì nó sẽ có những cái đây đăng xong thì nó sẽ như thế này đúng không ạ, và chúng ta target vào Hà Nội đó. Như vậy là xong, chúng ta có thể nhìn thấy trên cái bài đó, ngắn gọn và người ta sẽ hiểu được là chúng ta bán gì và có đủ sự uy tín bởi số điện thoại, có đủ sự uy tín cái việc mà để lại địa chỉ đúng không nào, và có đủ sự uy tín là về vấn đề là có ưu đãi hay là như này như kia, ok chưa? Và đấy là một cái bài đăng market đây chuẩn. Và tiếp theo là chúng ta có thể target được các cái vị trí khác nhau, gọi tạo bài khác là chúng ta target, và bây giờ muốn target tốt đấy thì chúng ta phải vào lại Facebook này, vừa bài vừa xong là mình target ở ngoài Hà Nội đấy, và bây giờ muốn target lại đúng không ạ thì chúng ta phải chỉnh lại ở chỗ này nhá, chỉnh lại chỗ này thì nó sẽ chỉnh lại ví dụ như ở Đà Lạt hay là ở Cần Thơ hay là Cà Mau, Kiên Giang thì đó mình chỉnh lại ngoài đây, xong rồi chúng ta tạo bài niêm yết thì nó sẽ về cái vị trí đấy. Thứ hai nữa là có một cái đặc điểm là chúng ta tùy vào cái vị trí và phạm vi ở chúng ta mong muốn target ở trung tâm hay là ở phạm vi lớn, phạm vi dài, và cái phạm vi này nó có cái yếu tố bí mật nha, mỗi cái phạm vi này có một ý nghĩa cái nào là cái hiệu quả đúng không nào, thì anh em mình cứ nghiên cứu đi đúng không ạ, tìm hiểu đi là sẽ nhìn thấy được là cái nào nó sẽ hiệu quả nhé, phạm vi nào sẽ hiệu quả trong cái khu vực nào. Tiếp theo là chúng ta có thể kiếm được cái nhu cầu ở trong cái khu vực đó là gì, ở nơi nào người ta có đúng không ạ, có cái nhu cầu đúng không ạ, cái nhu cầu đối với sản phẩm của chúng ta để chúng ta đăng nhiều hơn ở chỗ đấy. Hình dung ví dụ như là bây giờ em biết rằng cái váy á bây giờ là nhu cầu rất là cao ở bên ngoài cực kỳ nhiều luôn, và mình biết được trước điều đấy đúng không ạ, và làm thế nào để biết được điều đấy thì cái điều này mình sẽ giữ bí mật cho anh em nào để bảo vệ anh em ở đang tham gia cái khóa đúng không ạ, khóa học về marketplace cộng với quá trình ở trong Forex. Một cái vấn đề nữa nhá là như này nhá, khi mà các bạn làm á thì nó sẽ bị dính cái lỗi này là bài niêm yết này có thể bị trùng lặp này, bài niêm yết có thể bị trùng lặp đây này, có vẻ bị trùng lặp này và cần phải thay đổi ảnh. Và bây giờ cái cách nào để cho chúng ta lách được cái phần bị trùng lặp này đi, và xin thưa rằng đây là có cách, đó là chúng ta tạo khung cho cái bài viết thì là cái bài viết đấy sẽ đúng không ạ, một bài đấy có thể up được rất rất nhiều bài, đó là cách tạo khung. Bạn hình dung không ạ, là bây giờ á là bây giờ ví dụ như là một cái điểm đó và bây giờ chúng ta chèn khung vào, chúng ta chèn khung vào thì là chúng ta sẽ có thể đăng được rất là nhiều bài. Ở đây mình sẽ lấy cho các bạn xem cái nick này, đây là nick chính của admin đây, đây. Ví dụ như cái bài này nhá, cùng một cái ảnh này các bạn có thể thấy không ạ? Admin đăng 3 4 bài liên tục mà không bị dính trùng lặp, lý do là có sự chèn khung này này. Mọi người thấy chèn khung không ạ? Đấy, có người inbox đây này, thấy không ạ? Chèn khung này. Cái khung này này, các bạn thấy khung không ạ?
Thấy khung ảnh không ạ? Đó, vẫn rõ nét hình ảnh nhá, vẫn chèn khung nhìn cho chuyên nghiệp hơn nhá. Đấy, inbox vẫn ra đều nhá, vẫn nhiều người inbox nhá. Đó, và đây ví dụ như là đây cái khung khác này. Nên ra cùng một cái ảnh đó chúng ta lách được, đúng không? Chúng ta có thể lách được hoàn toàn, đúng không nào? Đấy vẫn đang được bình thường. Còn nếu không bị dinh lỗi trùng lặp, đó là lý do là bây giờ chúng ta không cần phải tạo ra quá nhiều, đúng không? Không cần tạo ra quá nhiều cái content hình ảnh, đúng không? Nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ cần chọn thôi, chọn cái khung, đúng không? Chúng ta có thể chèn khung vào, đúng không? Chèn khung vào để chúng ta triển khai ngay lập tức. Ví dụ như ở đây là một cái bài thôi này, Pin tạo ra hàng trăm, đúng không ạ? Hàng trăm cái ảnh khác nhau. Bây giờ như ở đây là Pin đang có vài chục cái khung ảnh này. Anh em nào mà nghiên cứu, đúng không ạ? Tham gia cái khóa đào tạo quá trình ấy, thì sẽ được tặng cái bộ khung này, đúng không ạ? Và chèn vào thôi, đúng không ạ? Cái khung này chèn vào cái ảnh thì nó sẽ tạo ra một cái ảnh khác cùng một cái nội dung ảnh, nhưng mà chèn khung thì nó sẽ lách được cái AI của chúng ta. Một ảnh đó cộng 46 này là sẽ 46 bài rồi, đúng không ạ? Hơn 45 bài rồi. Một ảnh đó là cộng với 45 cái khung ảnh này sẽ được đăng được gì ạ? À? 45 bài khác nhau trong cùng một cái sản phẩm đó. Đăng tới khi mà có đơn thì thôi, đúng không ạ? Đây đây là cái gọi là spam đó. Bạn có thể nhìn thấy ở trong này, đúng không? Đây này, cái vấn đề về cái tai nghe này cũng vậy này. Cái tai nghe này đi đăng được rất là nhiều, đúng không ạ? Đăng. Đó là bán cực kỳ khủng khiếp ở trên Marketplace. Đấy. Cái đồng hồ này cũng vậy, đúng không? Cái đồng hồ này có cái sự chèn khung này. Và một cái mẫu đồng hồ này thôi, có một cái bộ ảnh này thôi, đúng không ạ? Có một cái ảnh gốc này thôi và mình chèn khung vào thôi, nó tạo ra những cái khung ảnh mới. Và cứ thế thôi mình up bá đạo luôn, đúng không ạ? Ở đây là một trong những cái bí mật mà những người ngoài bên ngoài người ta sẽ chắc chắn rằng người ta sẽ không biết đâu, người ta sẽ không bao giờ biết được. Tại vì người ta đăng được vài bài nó bị trùng lặp ảnh, nó không đăng được nữa. Và bây giờ cần phải đòi hỏi chụp thêm hình, đúng không ạ? Chụp thêm hình gì nó không có giải quyết được vấn đề gì. Đó, nó không giải quyết được vấn đề gì. Ví dụ như đây người ta có thể đăng được đúng luôn, đúng không ạ? Nhìn thấy đấy, một cái ảnh đó. Và cái phần nữa là khi mà các bạn làm xong rồi đấy thì các bạn sẽ có inbox và các bạn cần phải tư vấn, đúng không? Các bạn cần tư vấn khéo léo, có cái kịch bản tư vấn này đấy, có cần cần chuẩn bị cái kịch bản tư vấn làm sao cho hiệu quả này. Rồi hai nữa là khi mà người ta vào trong cái bài viết của mình, người ta inbox đấy, người ta sẽ có nhiều khách hàng kỹ ấy, người ta sẽ vào trong bài và người ta xem cái nick Facebook đó, nick Facebook và cái phần nick Facebook này là một phần module riêng này. Facebook của chúng ta quá ảo, chúng ta sử dụng clone hoặc là chúng ta sử dụng cái nick mà nick ảo ấy để chúng ta, đúng không? Nick ảo để chúng ta bán thì nó sẽ không có sự uy tín được, nó không uy tín, nó không có đủ trust để chúng ta, đúng không? Không uy tín, no trust đấy, đúng không? Thì người khác sẽ không khó để mua hàng, đúng không? Do vậy chúng ta hãy chỉnh lại ảnh đại diện, ảnh đại diện này để làm sao để cho uy tín và có cái tút bí mật để tạo ảnh đại diện làm sao để tăng cái tỷ lệ bán hàng luôn ở hơn đỉnh luôn, đúng không ạ? Nếu như bạn nào mà nghiên cứu sâu đi, đúng không ạ? Cứ thảo luận nhiều, đúng không ạ? Nên dùng nhiều sẽ được học cái vấn đề này thôi. Đó, và ảnh đại diện này, rồi là các vấn đề về bài viết trên phần new feed ấy, trên cái new feed của mình ấy, trên cái tường của mình ấy, trên cái trang Facebook cá nhân của mình ấy, trên trang Facebook của mình. Và trên cái bài viết đấy nó phải uy tín, thì đây là một trong cái yếu tố làm cho chúng ta chốt sale thành công nhé. Nhiều inbox không có nghĩa là sẽ chốt được nhiều đơn, có rất nhiều yếu tố dẫn đến khách hàng không chốt đơn: thiếu uy tín, thiếu nhiệt tình, tư vấn không tới nơi tới chốn, đúng không ạ? Và trong cái bài hôm sau tôi sẽ hướng dẫn anh mình cái cách tư vấn, đúng không ạ? Làm sao để kích thích được, đúng không ạ? Tinh thần của người mua hàng, người mua, đúng không ạ? Và đó là nghệ thuật, đúng không ạ? Đó là nghệ thuật làm sao để tạo được cảm xúc cho khách hàng. Đúng không ạ? Nếu mà chúng ta không tạo được cảm xúc cho khách thì không bao giờ người ta mua, chắc chắn luôn. Và tuy là nhắn tin thôi thì chúng ta làm thế nào để tạo được cảm xúc cho khách, đúng không ạ? Và bán hàng là một nghệ thuật chứ không phải vấn đề có inbox là vui rồi, nhưng mà có inbox chưa chắc là bán được hàng, đúng không ạ? Bạn nào đã gặp trường hợp đấy chưa ạ? Ở đây khi hỏi xem là ai gặp trường hợp mà rất là nhiều inbox hoặc là có inbox hoặc là bán hàng đăng bài có, đúng không ạ? Nhưng mà không tư vấn người ta không mua. Bao nhiêu bạn đang gặp trường hợp đấy? Có bạn nào đang gặp trường hợp đấy không ạ? Có không ạ? Đấy. Và cái bài một bài marketplace thì đăng bao nhiêu bài thì từ 1 đến 2 hình là sẽ ok, nhưng mà quan điểm này mình là mình toàn đăng một hình thôi cho tiết kiệm tài nguyên. Cứ một hình này là đăng một bài, đúng không ạ? Chẳng cần nhiều, đúng không ạ?
cứ thế đăng lên thôi. Đấy. Đúng đúng không? Đấy, cái vấn đề mà inbox nhiều nhưng mà không chốt được là chuyện bình thường đúng không? Và mình sẽ không thể nào ép khách hàng mua được. Nhưng mà mình có thể tìm cách tăng cái tỷ lệ chốt được đơn, mọi người hình dung không ạ? Và một cái phần chú ý nữa này. Một phần chú ý nữa này trong vấn đề là khi mà chúng ta làm này và marketplace này là một kênh hiệu quả cao đúng không ạ? Hiệu quả. Tuy nhiên là đây là một trong những kênh, nó chỉ là một trong những kênh trong thế giới marketing thôi. Nên nhớ rằng lúc đầu tiên này mình đã nói rằng đấy, nó còn có Facebook, nó còn có group, nó còn có market, mà nó còn có Instagram, nó còn có fanpage, nó còn chạy quảng cáo, nó còn có live stream, còn có Shopee, còn có Tiki Lazada, Sen Đỏ, Shopee, đúng không ạ? Twitter, Pinterest, đúng không ạ? Có hàng trăm cái kênh để chúng ta quảng bá, và marketplace nó chỉ là một trong những kênh hiệu quả, nên nhớ là như vậy. Và nên nên tận dụng nó để làm, chứ không phải là một kênh thần thánh. Và mình nghĩ rằng làm cái này sẽ ra rất là nhiều đơn, đúng không ạ? Nó tùy thuộc vào sản phẩm của mình, tùy thuộc vào độ kiên trì của mình, tùy thuộc vào cái khả năng của mình, bạn hiểu chưa? Và market là đây là một trong những kênh hiệu quả và nên làm ngay lập tức và nên làm, chứ không phải là việc mà chúng ta kỳ vọng nó quá, đúng không? Để thất vọng nó nhiều đó, nên nhớ là như vậy. Và chúng ta có thể hoàn toàn đấy, ứng dụng các cái kiến thức như thế này này, đúng không? Kiến thức như này để chúng ta áp dụng vào trong group marketplace hay Shopee cùng một cái lý thuyết này, các bạn có thể ứng dụng được. Đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ rất là thật lòng với anh em mình đấy. Và marketplace này có những cái đó, có thể là sử dụng tool auto marketplace, và như ở đây này mình cũng đang sử dụng cái con tool auto marketplace này đây để tự động đăng lên, đúng không ạ? Tự động đăng bài lên trên tự động đăng bài lên trên marketplace một cách tự động bằng rất là nhiều nick một lúc đó, rồi là đăng được rất là nhiều bài cộng với là quản lý được bài đăng này, đúng không ạ? Đấy, quản lý bài đăng, đúng không ạ? Mình quản lý được bài đăng này đấy, mình có thể chat được với khách hàng, đúng không ạ? Mình có thể tạo được khung ảnh, ghép khung ảnh ở trên này luôn. Để việc cái tool này bạn có thể sử dụng trải nghiệm cái tool này nhá, có thể sử dụng tool này để mình đăng bài. Tuy nhiên là bạn phải hiểu kỹ, thật là kỹ cái vấn đề này bằng đăng bằng tay đi, rất là nhiều lần phải tìm hiểu nghiên cứu kỹ đi, thì đây là một kênh rất là tuyệt vời. Tuy nhiên rằng nếu như là kênh nào cũng là kênh tuyệt vời, như là Shopee cũng là kênh tuyệt vời, nhưng mà nó tuyệt vời đúng không ạ? Có thể là gia tăng, đây là automatic gia tăng số lượng bài, kênh nào cũng là kênh tuyệt vời đúng không? Tuy nhiên ấy, cái điều tuyệt vời nó chỉ đến với cái người kiên trì thôi đúng không ạ? Và điều đúng không ạ? Thành công đến với người kiên trì thôi, không phải là ngày một ngày hai, không phải là hôm nay đăng ngày mai có đơn đâu. Đang kiên trì để thành công. Và trong nhóm về admin có rất là nhiều bạn nói rằng là các kiến thức rất là tuyệt vời và em đã kiên trì 3 tháng đúng không ạ? Và bây giờ là số lượng đơn của em là ngày nào em cũng được 20 đến 30 đơn trên marketplace. Đó là điều tuyệt vời, đâu cần phải tốn, đúng không? Đâu phải tốn tiền đâu mà rất là hiệu quả và kiên trì, đúng không ạ? Thành công chỉ đến với người kiên trì. Ok. Bạn Yến bạn hỏi là cùng một nội dung sản phẩm mà có bài nhiều người thấy, ít người thấy. Cái bài ít người thấy và nhiều người thấy, đương nhiên bản thân bạn đây này, bạn phải hiểu Facebook marketing trên Facebook, phải hiểu về Facebook. Bài này của tôi đăng nó có 14 view, 14 like, bài này tôi đăng có 54 like đúng không ạ? Bài này tôi là chỉ là cái nick này của tôi là chỉ bạn bè và những cái đối tác thôi, bài này của tôi là 31 like. Thì bài marketplace cũng vậy thôi, nó tùy thuộc vào cái thời gian đăng, thời gian nó đăng thì là ít sự cạnh tranh, bài đáng đăng đúng không ạ? Có nhiều lượt click ban đầu, có nhiều lượt click ban đầu thì nó sẽ kéo theo là những cái người khác người ta cùng xem liên tục. Mà trên marketplace ấy, cái điều yếu tố ceiling là yếu tố quan trọng, càng nhiều người click thì bài này được phân phối càng tốt, bài phân phối càng tốt thì lại được càng nhiều người click và càng nhiều người inbox đúng không ạ? Đó. Thì đây là lý giải cho chúng ta đúng không? Lý giải cho việc là có bài tốt, bài không tốt. Ok chưa? Ok, bạn hỏi là có cần tặng comment trước một có nên sử dụng ceiling nha, nên sử dụng ceiling. Target bao nhiêu km đúng không ạ? Target bao nhiêu km? Đây là một vấn đề cực kỳ hay đúng không ạ? Target bao nhiêu km bạn cứ thử đi. Target bao nhiêu km nó sẽ hiệu quả đúng không? Cứ thử tại vì nó miễn phí mà đúng không? Đấy, cứ thử đi nhá. Cái câu này dành cho anh em tự trả lời. Đấy. Và
câu chuyện đúng không ạ, về marketplace đến đây đúng không ạ. Tôi nghĩ rằng là anh em mình sẽ nghiên cứu được khá là nhiều trong cái buổi học này, trong cái vấn đề này đúng không ạ. Và trong Fori thì đa phần rất là nhiều anh em thành công marketplace đó, và anh em mình cảm thấy cái buổi chia sẻ này ok không ạ, tuyệt vời không ạ, và kiến thức nó có ý nghĩa không ạ, mọi người có học hỏi được thêm những vấn đề gì cho cái quá trình kinh doanh của mình không ạ. Trong cái module khác thì mình sẽ chia sẻ thêm các vấn đề về làm fanpage, đây là làm Insta hay là làm Shopee đúng không ạ. Và sau nội dung này sẽ có một cái buổi cơ hội nữa dành cho anh em mình làm dropship before, làm dropship before đúng không ạ. Và đây là toàn bộ những cái kiến thức mà cơ bản nền tảng nhất, còn đi vào chuyên sâu thì chúng ta có thể nghiên cứu được insight đúng không ạ, nghiên cứu insight của khách hàng làm sao để đăng target cho chuẩn, cái bài viết như thế nào nó sẽ tăng chuyển đổi, tư vấn như thế nào để tăng cái sự chuyển đổi. Thì tất nhiên có một cái khóa học chuyên sâu hơn ở đối với cái module marketplace này, anh em mình có thể đăng ký ở trên kinh doanh online AZ. Còn lại ấy, là về cái nền tảng cơ bản là nó như vậy, nó là như vậy. Đấy, anh em mình cứ làm nhiều nó sẽ thành công. Còn anh em mình nào mà muốn đúng không ạ triển khai đúng không ạ chuyên sâu về vấn đề market và mang tính chất làm công nghiệp ấy, thì cái khóa của admin đó là cái marketplace công nghiệp, là chúng ta có thể sử dụng nhiều nick hơn. Nhưng một mình một bạn mà làm việc với admin là có 5 nick Facebook để đăng marketplace, một nick đăng một ngày từ 20 đến 30 bài đúng không ạ, và số lượng inbox ra là một ngày khoảng vài trăm inbox để tư vấn thoải mái đúng không, tư vấn thoải mái ra đơn đấy, và nó tăng cái lợi nhuận của mình lên. Ok, và giới thiệu một chút về cái bộ content được kèm theo cái bạn nào mà tham gia quá trình, hoặc là cái tham gia quá trình team, hoặc là tham gia khóa marketplace công nghiệp đúng không ạ. Admin đã build một cái bộ content đúng không ạ, và hôm nay cũng là qua buổi này sẽ công bố cho anh em mình từ khi mà anh mình tham gia trong buổi sau này, là anh em mình làm dropship với Fori Center á, là admin ở đây đã chuẩn bị cho chúng ta toàn bộ các hình ảnh về thời trang, toàn bộ các hình ảnh về thời trang đúng không ạ, vào trong một folder đó, cho vào trong một folder, vào trong một driver, rất là nhiều tất cả các ngách luôn nhá, tất cả các ngách luôn của thời trang để chúng ta có thể làm, để chúng ta có thể đăng. Thứ hai là bộ content này được kèm theo là 10 cái ebook đúng không ạ, 10 cái ebook mà anh em nào mà khởi nghiệp, anh em nào mà đang làm như bay có thể đọc những cái bài rất là hay, là bí quyết tài chính thành triệu phú này, bí quyết gây dựng cơ nghiệp bạc tỷ này, những cái ebook này được chuẩn bị, hay là đắc nhân tâm, cái chiến lược 80-20. Tôi nghĩ chắc chắn rằng anh em mình nghe nhiều cái này đúng không, nhưng mà chưa đọc ebook nào đâu đúng không. Đó, ebook này cực kỳ hay và nó mang yếu tố quyết định chân lý đấy đúng không ạ, cốt lõi nền tảng đó. Đó, và cái marketplace này cũng vậy thôi đúng không ạ, 80% người làm, 20% người thành công là cùng, trong 20% người thành công đó là 20% người thành công đúng không ạ, lại có nhỏ hơn nữa, không phải ai có thành công đâu. Và ngoài ra đấy là vài về vấn đề là về ở đây là mình có là cái chuẩn bị cho chúng ta hơn 20 tiêu đề giật tít đúng không ạ. Tiếp theo nữa là khoảng tầm 50 tiêu đề giật tít ở trong cái bộ còn content kèm theo này. Hai nữa là bộ content để đăng bài, đây là soạn sẵn các cái bài đăng để đăng market, hoặc là chúng ta có thể đăng fanpage, bài này có thể đăng fanpage nhá, ở các ngách về thời trang, túi sách đúng không ạ, phụ kiện điện thoại hay là visa, những cái content này có thể tag đúng không ạ, có cái content rất là hay luôn ạ, như là Nam Quốc, Sơn Hà, Nam Đế Cư đúng không ạ, đấy đáng yêu như thế này lại không ghé ư đúng không, thì có cái content chuẩn bị, và đây là những cái bí mật để giúp cho rất là nhiều bạn đúng không ạ được kết tập lại những đội mốt đúng không ạ, các cái bạn mà ở trong mốt các bạn đã làm lâu năm đúng không ạ, đã chia sẻ lại, và mình có tập hợp lại vào trong bộ tài nguyên của New Buy Forex Center này. Hay nữa là các bạn có thể là vấn đề về đăng bài trên Shopee đấy cũng được ở trong này, trong bài này thì được trực tiếp admin sửa và chị Chi đúng không ạ làm Shopee khá là tốt ở trong Forex, viết ra theo cái được hướng dẫn đúng không ạ, theo cái chỉ đạo đúng không ạ, theo cái ý mà mình học được mình nghiên cứu viết ra nhá. Và trong này nếu mà bạn nào mà làm đúng không ạ thì mình cảm thấy rằng đây là cái điều mà rất cần thiết
để trang bị nhá, cái bộ content này đấy. Tiếp theo là chúng ta sẽ được nhận cách mà triển khai trên Facebook cá nhân hiệu quả. Đây này, đấy, bộ tài nguyên này về hướng dẫn về Facebook nhá. Facebook cá nhân hiệu quả ấy. Ở đây này, mình đã chuẩn bị tối qua đã làm nhanh một cái ebook về công thức thành công trên Facebook marketing. Đấy. Ngoài cái Facebook này thì nó sẽ gồm cái Instagram. Instagram rất là hay, cực kỳ hay luôn nha mọi người. Đó, cũng có ebook rồi. Đấy. Tổng kết lại được cái ebook này, một cái nữa là về marketplace, và marketplace này có cái ebook tổng hợp cái ebook mà vừa xong rồi tôi hướng dẫn anh em mình đấy. Ở đây này, cái nguyên tắc này được admin trực tiếp viết này, đúng không ạ? Đây là cái ngắn gọn thôi, được truyền trong nội dung khóa, đúng không ạ? Khóa training đấy, về các vấn đề đây này, ngắn gọn xúc tích thôi, nắm được như cái cốt yếu này chúng ta sẽ thành công thôi, còn lại là kiên trì, còn lại nữa là các cái thủ thuật, đúng không ạ? Đó, đấy các cái bài đó rồi. Còn nữa nhé, còn cái module về fanpage nó sẽ update lên nữa. Rồi là ở đây nó còn cái tài nguyên cho quá trình này. Ở đây, à đây nó admin chuẩn bị 150 ebook cộng với là hơn 150 cái nhóm mà có trên 300.000, 400.000 người. Đây là nhóm có nhiều thành viên đấy các bạn. Admin đã chuẩn bị cho bạn ở đây. Anh em ở đây ạ, cái nhóm ở đây hơn 400.000 người thành viên ở trong này, chúng ta có thể vào đây đăng bài bán hàng. Hoặc là chúng ta có thể kéo phễu, đúng không? Kéo phễu hay là xây dựng cộng đồng gì đấy, đúng không ạ? Các bạn có thể tận dụng cái nguồn tài nguyên này để chúng ta làm nhé. Đấy. Có thể là có những cái bài nó đang là từ nhóm công khai thành nhóm kín, hoặc là ngược lại, chúng ta click break để chúng ta xem cái nhóm nào đang hiệu quả chúng ta vào. Tiếp theo là bộ tài nguyên về hình ảnh, thì là vừa sau thì nó là tất cả các cái folder hình được tập hợp lại thành một nơi, đúng không ạ? Vào để lấy thôi. Nếu mà anh mình làm một nét thời trang nhá. Rồi là phụ kiện, rồi là tặng anh em mình 45 cái khung ảnh để có thể chèn khung vào trong cái ảnh của mình á, để lách cái vấn đề về bị trùng lặp á. Đó, trong đây những khung ảnh đây mày khi hay sử dụng giá gốc tận sửa xả kho, đúng không? Self đấy, thì toàn bộ cái content này, đúng không ạ? Anh em mình muốn sở hữu không ạ? Các bạn nào muốn sở hữu không? Làm thế nào để có nhiều vị trí nhanh ạ? Nhiều vị trí nhanh, đăng 50 bài cùng một vị trí khác nhau tốn thời gian. Nếu mà nhiều vị trí thì có khả năng là chỉ dùng tool thôi, còn lại không chúng ta phải đăng ngay, đúng không? Và anh em mình muốn sở hữu cái bộ content này, anh mình sẽ được học thêm một cái khóa dropship, à, cái team về marketing công nghiệp tập trung nghiên cứu, đúng không ạ? Để làm, đúng không ạ? Và cái này, bộ tất cả bộ content này được tặng khi mà các bạn tham gia team coaching, đúng không ạ? Và hoặc là team marketplace công nghiệp của admin có trị giá là 699k trong cái buổi ngày hôm nay. Các bạn anh em nào mà muốn liên hệ, hoặc là muốn mua, hoặc là muốn sở hữu nó, thì tham gia team, đúng không ạ? Liên hệ trực tiếp với admin qua số điện thoại này 0365988719. Đây, liên hệ với admin qua cái số điện thoại này nhá, để tham gia vào team coaching hoặc là team marketplace công nghiệp. Bạn sẽ được tặng kèm bộ content trong UI này để cho mình đi nhanh hơn, xác định nhanh hơn, ngoài đúng không ạ, ngoài cái việc mà chúng ta tự nghiên cứu mày mò thì chúng ta có thể triển khai, đúng không ạ? Và đây là một trong những cái quà dành cho các bạn ở trong quá trình team đấy. Thì em nào mà muốn triển khai, muốn làm nhanh thì liên hệ với admin nhá. Ok, và buổi sau ấy, thì admin sẽ chia sẻ thêm các cái vấn đề liên quan đến group và fanpage, đúng không ạ? Một buổi về Shopee, anh mình cố gắng nghiên cứu và theo dõi nhé, để có thể mình có thể là tiếp cận học thêm, đúng không ạ? Và trong buổi này có bạn nào muốn chia sẻ về vấn đề marketplace không? Trong này có rất là nhiều bạn này, tại có bật mic được không này? Hay là nghe Phượng đúng không? Phượng có online không Phượng ơi? Phượng đang bán hàng trên marketplace rất là khủng này, đúng không? Có online không nhỉ? Đây em đây. À rồi, ok, bây giờ là buổi cuối Zoom thì chúng ta nghe một số bạn có nhiều kinh nghiệm và kiếm rất là nhiều đơn trong cái vấn đề marketplace này này, đúng không ạ? Chia sẻ nhé.
Ok. Em chào mọi người nha. Đầu tiên là cảm ơn admin đã cho em lên đây để chia sẻ với mọi người nha. Mọi người có nghe em nói rõ không nhỉ? Mọi người nghe em nói rõ không? Rõ thì comment cho em ấy cho em biết nha. Ok nha. Rồi. Đầu tiên là trên market play á thì mình phải chia thời gian ra để đăng bài. Vào là thường thường mình sẽ đăng vào buổi sáng và buổi trưa và buổi tối. Rảnh thì lúc mà market play sẽ tầm khoảng mình rảnh là sẽ đăng bài là từ lúc 7 giờ đến 8 giờ. Buổi trưa sẽ tầm 12 giờ đến 1 giờ và buổi tối thường thường mình sẽ đăng bài lúc 7 rưỡi đến 9 giờ. Và dao động trong bài một buổi đó mình sẽ đăng tầm 5 cho đến 10 bài hoặc 15 bài. Và rải rác ra target lại vị trí, khoanh vùng vị trí như là bán kính là bao nhiêu. Thường thường mình sẽ để bán kính trong phạm vi là từ 60 km đổ lại thôi. Và các vị trí thường thường mình sẽ để những nơi là thành phố này, hoặc là những nơi đông dân cư, gần các trường học, ủy ban hoặc là công an. Những nơi đấy là sẽ rất là nhiều dân cư nha. Lượng đối với tiếp cận khách hàng rất là nhiều. Và thường thường mình sẽ theo sở thích của theo chia vùng á, kiểu là chia vùng, mỗi vùng miền nó có sẽ sở thích khác nhau và đặc điểm của khí hậu của vùng miền đó mà mình sẽ đăng bài thời trang theo từng vùng khí hậu như vậy. Và điều thứ hai nữa là cái kiểu đăng market play là phụ thuộc vào nick của các bạn là nó có tương tác ổn định không, tương tác với lại như thế nào thì nó sẽ ra rất là nhiều, còn phải phụ thuộc vào các tương tác của Facebook của các bạn nữa. Và thứ ba đó nữa là phải làm sao để được cái bài mà các đăng lên market play lên top tìm kiếm, như là tiêu đề nó như thế nào. Thường thường mình sẽ để tiêu đề là sale 50% hay là xả kho thanh lý nghỉ hàng. Rồi content, hình ảnh có đẹp hay không, có sắc nét hay không, hình ảnh có khung hình đẹp. Thường thường mình sẽ để là khung hình đẹp, thể hiện rõ logo như thế nào thì bắt mắt, để cho người ta nhìn cái khung hình mà muốn mình nhắn tin với mình, là phụ thuộc vào tất cả những yếu tố đó. Rồi cái thứ ba nữa là mọi người chăm chỉ đăng bài lên một xíu. Đừng có bảo là nhiều bạn là kêu là ngày hôm nay mình đăng một bài là ngày hôm kia hôm sau là mình đăng một bài, là không có đâu. Mọi người phải đăng thường xuyên, chăm chỉ lên thì mới có lượng tiếp cận khách hàng được. Chứ mà đăng một hai bài là lượng khách hàng nó sẽ không tới. Nhiều bạn hỏi là ủa chị ơi mình, hay là bạn ơi mình đăng bài á, tại sao lại không có lượng khách hàng coi, hay là tại sao lại không có ai nhắn tin hỏi hàng mình như thế nào. Thì mình hỏi mọi người là thế bạn đăng bài như thế nào. Thường thường mọi người sẽ mắc phải là phạm lỗi là không target này, không thay đổi vị trí để đăng bài này, và cũng không, thường thường mọi người là sẽ để đến tầm 3 đến 4 năm ảnh trên một bài đăng trên market play. Như vậy nữa thì nó sẽ bị trùng hình ảnh và sẽ rất khó khăn để kênh của market play tiếp cận với khách hàng đối với các bạn. Đây là những chia sẻ mình đã được tìm hiểu từ các anh chị, nên bây giờ mình chia sẻ lại các bạn. Có gì mọi người có muốn hỏi gì thì mọi người ghi vô để hỏi lại nhé. Cảm ơn admin đã cho mình chia sẻ nha. Ok, cảm ơn Phượng nha. Các bạn có muốn hỏi với bạn hỏi cái vấn đề gì về marketplace nhá, thực chiến thì hỏi bạn Phượng. Phượng đang bán khá là tốt và Phượng có thể cho mọi người biết được là hiện tại thì em đã sử dụng cái kênh marketplace này đã bán được bao nhiêu đơn hàng được không, hoặc là cái việc áng chừng được bao nhiêu đơn được không hiện tại trên cái kênh này. Nếu mà anh lên kênh marketplace từ hồi em sử dụng đến giờ, tầm trung bình một tuần đi ha, tại tháng thì nó nhiều quá, tầm trung bình một tuần đi là em sẽ được tầm
đơn tự nhiên không chạy quảng cáo với marketplace, không chạy quảng cáo á, là sẽ được tầm 20 cho đến 30 đơn trên một tuần nha. Vậy là khá là ổn rồi đúng không nào? Vậy là một tháng thì rơi vào khoảng tầm gần một tầm 50-60 đơn, có những tháng thì nhiều hơn đúng không? Đấy, còn cái inbox thì chắc khả năng là rất là nhiều, inbox thì vô cùng nhiều. Dạ. Ok. Vậy là ổn. Và cái số lượng nick mà Phượng đang sử dụng là bao nhiêu nhỉ? À, số lượng nick thường thường là em sẽ chạy khoảng 2-3 nick. 2-3 nick để chạy marketplace. Nhưng mà khi đó em còn phòng trừ nữa, trường hợp là sẽ bị nhiều khi mình chạy nhiều quá thì nó bị khóa nick, cũng phải phòng trừ khoảng 3 đến 5 nick để phòng trừ. Khi mình có bị khóa nick, có cái để mình thay thế. Tuyệt vời. Đó là tất cả những cái mà cái kiến thức mà admin chia sẻ cho bạn Phượng là có nghiên cứu được học gọi trong VIP member, và trong VIP member có room về marketplace công nghiệp và những bạn mà ứng dụng khá thành công trong cái kênh free traffic này. Đấy, thì ngoài ra thì Phượng, theo anh được biết là Phượng đang sử dụng cả group đúng không nào, để quảng bá. Thì hôm sau mà có liên quan đến vấn đề về đăng bài trong nhóm á, thì chắc khả năng là cũng mời Phượng lên chia sẻ các vấn đề về đăng bài trong nhóm. Trong bài đăng nhóm, trong nhóm là một trong những kênh rất là hiệu quả để ra đơn á, đúng không nào? Đúng rồi. Ok, cảm ơn nhé anh em. Có muốn câu hỏi gì đặt ra cho Phượng không? Và đó là cái kết quả rồi. Phượng cảm thấy là rất là ok. Thì một số bạn nữa xem mà còn anh em nào mà có kết quả tốt không nhỉ? Chị Chi muốn chia sẻ không? Hải muốn chia sẻ không này? Hải chia sẻ được không? Bật mic được không này? Đúng không? Đông bật mic được không? Có đơn hay là như nào? Có một cái số gì cái điều mình tâm đắc đúng không? Hay là mình lưu ý thôi cũng được nhé. Tất cả anh em này lần đầu tiên đúng không ạ, trong buổi Zoom này ấy, thì chia sẻ xem là có những cái kinh nghiệm nào đúng không ạ, chúng ta cùng học hỏi nghiên cứu lẫn nhau. Ok được. Ok, Hải bật mic này. Dạ được. Ok. Xin chào mọi người, mình Hải nha. Mọi người nghe rõ mà. Ok. Là theo như marketplace thì bạn Phượng cũng có chia sẻ là tất cả là cách đăng bài, là chú ý đăng bài làm sao để được nhiều tương tác á, thì bạn Phượng cũng nói cũng đầy đủ hết rồi. Thì mình bổ sung là cái kỹ thuật tư vấn chốt đơn, khi mà mình có tin nhắn có tương tác á, là khách hàng vô nhắn tin cho mình á, thì mình phải là chuẩn bị một cái kịch bản để mà mình chốt sale cho nó chắc hơn xíu, để chứ không mà lan man thì mình nói là khách hàng không có tin tưởng được á, là mình sẽ khó chốt sale. Rồi đối với khách hàng mà nhắn tin mình, khách muốn mua thì mình đơn giản thì mình chốt sale thì cũng dễ, còn mà khách khó thì mình nên có những cái có những cái vấn đề để mình tư vấn khách làm sao mà khách mua hoặc là khách sẽ quay lại vào làm sao á. Thì những cái tư vấn kỹ thuật chốt đơn này thì các bạn sẽ được AD dạy ở trong cái khóa học marketplace công nghiệp á. Thì có cái vấn đề chia sẻ gì ở trong cái quá trình mà đăng nữa không? Thì về hình ảnh hay là về nào mà bạn cảm thấy là nó là cái yếu tố quyết định cho cái vấn đề về có nhiều inbox chẳng hạn. Thì quá trình làm, Hải là một trong những bạn tham gia cộng đồng dropship
đúng không ạ? Sau đó là hỏi admin làm sao để có một cái cách nào để giúp em có được một cái lượng đơn, rồi là có thể kiếm được tiền từ dropship, và sau đó là admin có tư vấn làm triển khai, sau đó là tham gia vào team watching digital, và trong digital đó là có một module về marketplace đó, và digital team là một trong những kênh, là một trong những team mà được học toàn bộ vấn đề, gần như là toàn bộ vấn đề về Facebook marketing, content, sales top, marketplace, Shopee, tổng hòa tất cả mọi kiến thức luôn ở trong cái digital team đó. Và sau em tham gia Fori bao lâu rồi nhỉ? Dạ em vô Fori này cũng được 2 tháng rồi. Ok, 2 tháng. Dạ. Và cái 2 tháng mà ra đơn. Ra đơn được nhiều đơn chưa nhỉ? Nhiều đơn chưa? Dạ, cũng nhiều anh. Dạ, ok, tuyệt vời. Cố gắng nhé. Dạ. Em đang làm nét nào? Dạ em đang làm nét thời trang anh. Thời trang, ok. Đầu tiên nói chuyện trên Zoom với bạn Hải. Đúng rồi. Anh em chỉ có nhắn tin thôi. Còn nhắn tin rồi là nhắn tin thôi, đúng không? Nhắn tin trong nhóm. Đó. Thì bạn Hải rất là chăm và cũng đây là một cái công việc người tay trái, đúng không? Là được. Sau khi mà đi làm về thì cũng tập làm, đúng không? Thì bây giờ ví dụ như là bạn em có thể chia sẻ là em đang làm nghề gì, rồi là cái thời gian nào để em đăng bài trên marketplace kiểu như thế nhá. Đấy, ví dụ cái đó là như, em cảm thấy là sát sườn đấy, giống như là đây có rất nhiều bạn chắc hẳn hẳn là cũng như thế đấy. Ok. Dạ là em thì công việc chính hiện tại em là đang đi làm công nhân ạ. Em làm theo ca 8 tiếng, ngày là làm 3 ca. Rồi công giờ đăng bài của em á, thì em đi ca 1 thì 6 giờ sáng đến 2 chiều là em đi làm. Rồi 6 giờ sáng thì có đến 2 giờ thì có 10 giờ em ăn cơm. Là trong thời gian đó là em sẽ ra em tranh thủ em đăng bài. Đăng bài rồi trưa em đăng bài một lần nữa và tối về là em đăng bài một lần nữa. Là một ngày em đăng tầm khoảng 20 đến 30 bài gì đó. Và kèm theo cái đăng bài nhiều á thì em cũng có áp dụng các chiến lược đăng bài, rồi chiến lược để cho hút khách à, như là mua một tặng một hay là receipt đồ các kiểu á. Có nghĩa là áp dụng thêm cái chiến lược vào trong quá trình đăng, đó là một trong module, đúng không ạ? Module ở trong team có hướng dẫn, tức là anh em mình đăng bài trên marketplace là điều đương nhiên rồi, nhiều đăng bài như vậy ấy, thì là nó là điều bình thường. Anh em mình có thể tạo ra các cái combo, đúng không nào? Ví dụ như là mua cái áo này tặng cái nón, vừa sau này khi nói về cái quyền lợi ấy, đó đây điều đấy là cái rất là hay. Ví dụ mua áo này free ship tặng nón, đúng không? Hay là mua hai áo sẽ giảm bao nhiêu phần trăm thêm nữa, thì các cái chiến lược trong cái quá trình tư vấn, hoặc là trong cái content mình thể hiện, hoặc là trong cái hình ảnh mình thể hiện, thì đó là bí mật trong cái quá trình mà làm marketplace, đúng không nào? Đó đúng không? Thì sao? Yeah. Ok. Đấy, rồi bây giờ là em vừa mới đi làm về á. Ok. Yeah. Thì cái quá trình mà ở trên market thì là kiếm được bao nhiêu đơn rồi? Khoảng bao nhiêu đơn rồi? 2 tháng luôn. Cứ đúng như mà 2 tháng vào đây làm luôn mà cũng là gần 2 tháng thôi, hơn 1 tháng thôi, mới đây thôi mà. Dạ. Yeah. Dạ yeah, đúng rồi. Mà cái thời gian đấy là vừa đi làm và vừa làm dropship đúng không? Thì đây là yeah. Điều tuyệt vời đấy. Ok. Bao nhiêu đơn rồi? Khoảng bao nhiêu đơn rồi? À, đơn của em thì vừa có bên marketplace với bên Shopee luôn á. Nếu mà tính không marketplace không thì cũng khoảng được 10 mười mấy đơn vậy đó. À vậy là cũng ổn rồi, tại vì thời gian không có, đúng không nào, và cố gắng, đúng không? Thì đấy là những cái bước đi đầu tiên, và một đó là thêm nick nữa, đi thêm nhiều nick hơn nữa, hai nữa là tập trung vào Shopee chẳng hạn. Shopee thì đấy là cái điều mà nó sẽ làm thay đổi nhiều trong cái quá trình làm marketing của mình. Thì đấy là những cái kênh mà anh cảm thấy rằng nó phù hợp, chứ không phải nhất thiết là cứ để chạy quảng cáo nữa. Rất là nhiều bạn khi mà vào hỏi là làm dropship có cần bỏ tiền chạy quảng cáo không, và em rất là sợ là việc mà bỏ tiền ra chạy quảng cáo nhưng mà nó không hiệu quả, nó bị lỗ. Thì có chạy quảng cáo nhưng mà rất là khó để đạt được điểm hòa vốn thật sự, khi mà chúng ta phải đầy đủ các kỹ năng kỹ thuật
về hình ảnh, về content, về tư vấn thì chúng ta cộng với các cái vấn đề về đọc vị, về insight, về target thì chúng ta chạy quảng cáo nó mới xoay lời được, chứ không mình nghe theo các cái team khác chạy quảng cáo là chúng ta sẽ bị lỗ đấy, lỗ thiệt hại nặng nề đấy, chứ không đơn giản đâu. Và qua đây thì anh mình cũng thấy rằng đó là bất cứ ai cũng có thể làm được, đúng không? Và chúng ta chỉ cần tập trung thôi, rồi là không phải trên con đường online là cứ phải làm chạy quảng cáo nó sẽ dàng đơn, không có free traffic vẫn ok đó, và free traffic là cái vấn đề về lấy ngắn nuôi dài đấy là sẽ thành công. Ok, cảm ơn Hải nhá đã chia sẻ câu chuyện, đúng không, rất là hay những cái cảm ơn nguồn cảm hứng đấy, đúng không, bài cái chia sẻ của Hải là cảm hứng đấy, rất là tốt cho anh em mình triển khai ấy. Ok, chúc em thành công hơn nữa nhá. Dạ, okay, xin cảm ơn ai được. Ok nhá. Đông bật mic nói chuyện được không, đấy là chăm chú hôm trước vào xong rồi mấy đâu rồi. Chia sẻ kinh nghiệm làm market nào và có chia sẻ là cái quá trình làm rồi là số lượng đơn, đúng không? Anh em mình cứ chia thoải mái thôi. Ok. Chào các bạn. Thì mình các bạn nghe rõ không ạ? Ok, rõ nha. Rồi. Thì mình xin giới thiệu ha, mình tên Đông, thì mình là nhân viên văn phòng. Thì ngoài thời gian á, làm công việc hành chính xong thì mình sẽ chuẩn bị làm drop ship ha. Thì thứ nhất á, thì drop ship thì tất cả các bạn mới nãy cũng chia sẻ hết ráo rồi, thì mình cũng xin tóm gọn lại là mình từng bước của mình làm ha. Thì thứ nhất á, là mình về Facebook của mình á, thì mình phải chỉnh ảnh đại diện của mình á, làm sao cho uy tín ha. Thứ hai nữa là về hình ảnh của sản phẩm á, thì chúng ta nên chèn khung, chèn logo ha, để tránh những cái trường hợp mà Facebook nó check cái bài đăng của bên mình á, nó sẽ hạn chế. Thứ ba nữa là mình sẽ chuẩn bị về content, những cái content trực tiếp. Thì nếu các bạn có các bạn tham khảo tham gia cái khóa học này á, thì chúng ta sẽ được admin chia sẻ những cái content này để chúng ta dễ áp dụng ha. Tiếp theo về cách lấy vị trí, thì chúng ta chọn những cái khu vực đông dân cư như ở Sài Gòn, Hà Nội. Thứ ba, tiếp theo nữa thì chúng ta nên chuẩn bị từ 3 đến 5 nick để chúng ta đăng Facebook ha. Và chúng ta nên là đăng mỗi ngày và chúng ta đăng liên tục là ít nhất là một ngày là 20 bài. Chúng ta chia nhỏ ra thời gian. Buổi sáng chúng ta 6 giờ chúng ta đăng 5 bài cho một nick ha. Buổi trưa tầm 9 giờ chúng ta đăng tiếp 5 bài. Tới trưa 12 giờ chúng ta đăng tiếp. Và chiều 3 giờ chúng ta đăng tiếp 5 bài nữa. Và buổi tối thì khoảng 8 giờ thì chúng ta đăng bài. Thì về cái lượng đơn á, thì hiện tại á, thì mình cũng ra là một tuần á, thì cũng khoảng là 10 đơn đến 15 đơn. Ok. Còn chia sẻ gì nữa nhỉ? Sao vậy ta? Cái mic bị sao hả? Đâu rồi? Yeah. Ok, còn có vấn đề gì muốn truyền đạt hay không cho anh em mình? Dùng. Ok, còn chia sẻ gì không ạ? Hoài, mình có cái câu hỏi gì đâu ạ? Mình có cái câu hỏi gì dành cho chủ đề liên quan đến market play không ạ? Ở đây mình sẽ giải đáp những cái phần nào có thể giải đáp nhé. Còn lại chúng ta sẽ nghiên cứu. Ok, cảm ơn Đông chia sẻ nhé. Đông còn muốn chia sẻ thêm gì không nhỉ? Hay là bị lag hay sao ta? Đông còn muốn chia sẻ thêm gì không? Ok, cảm ơn chia sẻ của Đông nha.
có một số bạn cực kỳ đơn khủng khiếp đúng không ạ, giống như là nếu như mà Duy này, gọi như chị Chi này, như là Thắng này, như Hảo Phạm này, đó Phượng này, đó có rất là nhiều bạn đơn rất là lớn, cũng như là Nam, có cả Phương, một số anh em đơn nhiều lắm, nhưng mà mấy ông đi nghiêm không à, Tùng đúng không ạ, một số ông đơn khủng khiếp đấy, bởi vì admin làm admin quản trị mà nên biết được số lượng đơn của các bạn. Hôm nay thì tôi lên Zoom nên là không chia sẻ kinh nghiệm được. Đấy. Còn lại anh em mình có cái câu hỏi nào trong trong quá trình làm marketplace không nhỉ? Ok, nếu như mà anh em mình không còn câu hỏi nào đúng không ạ? Thì chúc anh em mình có một cái buổi học thú vị nhá, rồi là mình triển khai đúng không ạ, mình triển khai cái kênh marketer thật là hiệu quả theo cái hướng dẫn, và bạn làm thật nhiều lên và rút kinh nghiệm, đấy là cái bí mật thôi, bí mật nó là như vậy. Còn lại kênh này là kênh miễn phí ai cũng biết, nhưng mà trong đó nó có những cái thủ thuật như là SEO, như là tìm kiếm cái vị trí có nhiều đúng không ạ, có nhiều khách hàng, rồi là một số cái vấn đề liên quan đến insight, có nghĩa là phân tích được insight làm cho cái tỷ lệ chuyển đổi cao hơn, hay một số cái tip đúng không ạ, các cái tip nhỏ để làm sao tăng tương tác, như là giờ, như là seeding, ví dụ như vậy. Cái đó là những cái mà chúng ta có thể triển khai để chúng ta làm tốt hơn trong cái quá trình mà làm marketplace này. Thì trong dropship, kênh marketplace là một trong những kênh chúng ta nên làm thường xuyên liên tục và nhân bản nó lên thật nhiều. Khi mà làm ổn thì bạn có thể nghiên cứu liên quan đến vấn đề về phần mềm auto marketplace để chúng ta tự động đăng tải lên. Cái điều này thì trong quy mô không có chỉ đúng không ạ, vì có thể để trong một cái buổi khác chuyên về auto marketplace. Nó auto marketplace để dùng hiệu quả, nó là một trong cái mà anh em phải đòi hỏi là trang bị cái kiến thức thật là tốt trong cái vấn đề marketplace bình thường thì mình mới lên cái tầm marketplace công nghiệp được. Còn lại không thì mình mới sử dụng một số lượng nít nít nhỏ nhỏ chúng ta làm rất là hiệu quả rồi đấy. Đấy, chú ý những cái vấn đề mà pin báo ở trong đúng không ạ. Có anh em nào mà muốn join team coaching hoặc là học cái khóa chuyên sâu về marketplace, hoặc là nghiên cứu về marketplace công nghiệp, hoặc là nghiên cứu về tool đúng không ạ, hoặc là nghiên cứu về dropshipping đúng không ạ, và nhận bộ quà tặng của Forex Center để khởi nghiệp với dropship thì liên hệ với mình nha. Xin chào và hẹn lại, chúc các bạn thành công đúng không ạ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi và cảm ơn anh em đã lên chia sẻ nhá, những cái kinh nghiệm đúng không ạ, và lần sau cố gắng tập trung hơn nhé, có cái sự chuẩn bị nhé, chia sẻ cho anh em mình được hiểu rõ hơn đúng không ạ. Thì lần đầu tiên lên Zoom mình chắc khả năng là cũng ngại đúng không, và hôm sau thì admin muốn rằng là tất cả các bạn ở trong buổi Zoom này đều có kết quả để chúng ta cùng chia sẻ những kết quả với nhau đúng không ạ. Những cái bạn lên lần đầu tiên có khả năng là lần đầu tiên này tham gia Zoom này, có những bạn thì là đã nhiều lần rồi này đúng không ạ, nhưng mà chưa bao giờ lên, thì khi mà có kết quả thì inbox cho admin, xong là admin sẽ mời lên Zoom chia sẻ nhé. Ok, cảm ơn và xin chào các bạn, chúc các bạn thành công nhé.